xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. BTS Blackpink, cô bảy Jisoo, Winner, Momoland, Luna đến Việt Nam tham dự ASEAN 2019. BTS Blackpink, Winner, GO7 cùng hàng loạt ngôi sao tên tuổi đình đám đều được nhã hàng là khách mời của ASEAN 2019 tại Việt Nam. Nhưng đáng tiếc không có nghệ sĩ nào của SM Entertainment có mặt. Hôm nay một vị quản lý của đơn vị tổ chức sự kiện được mong đợi nhất cuối năm nay tại Việt Nam, lễ trao giải ASEAN 2019 tại sân vận động Mỹ Đình, đã đăng một bức hình show cực mạnh về dàn sao tham dự sự kiện. Nhân vật này nhận khoe hàng một loạt album của các nhóm nhạc, diễn viên, ngôi sao siêu khủng xứ Hàn, kèm chữ ký tay với lời hứa hẹn phát vé cho sinh viên xuất sắc. Fan dự đoán đây là một động thái nhã hàng về danh tính dàn sao khủng. Và dàn sao này được dự đoán xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay chính là BTS, Blackpink, GO7, Jisoo, Winner, Momoland, Luna, Lee Hee, Park Jin Hee, Lee Jungkook. Đáng nói BTS và Blackpink đều dẫn đầu dàn idol cùng công ty Big Hit và EZ. Nhưng dàn SM đình đám được fan mong chờ sẽ xuất hiện như SO lại không có một lộ diện.